Basuma. Matheus đánh đầu, 1-0 dành cho Nagoya Grampus. Đó là cú đánh đầu của Yamasaki. Nhưng chúng tôi vẫn ví von vui vẻ. Bộ đôi tiền đạo của Nagoya Grampus, Matheus Dos Santos Castro và Yamasaki, như hai tiền đạo bước ra từ trong truyện tranh manga của Nhật Bản vậy. Với bộ đôi tiền đạo trong bộ truyện tranh Đường Dẫn Tới Khung Thành với Jindo và Yara, thì bộ đôi tiền đạo này, Matheus với chiều cao 1m67 và Yamasaki chiều cao 1m87. Đối với Nagoya Grampus, tính cả chiến thắng nếu có trong trận đấu này, họ sẽ có 9 điểm và rất nguy hiểm. Lại là Yamasaki và bàn thắng nâng tỷ số lên 2-0. Một ngày mà tiền đạo số 9 thể hiện khả năng không chiến tuyệt vời của mình. Cú treo bóng và một cú lao cắt đánh đầu đơn giản để nâng tỷ số lên 2-0 cho các cầu thủ Nagoya Grampus. Đường chuyền rất khó chịu của Yoshida. Chọn vị trí tuyệt vời. Thủ thành Pathom Atakun đã không thể làm gì trong thứ vừa rồi. Bàn thắng thứ 6 ở FC Champions League. Rất nguy hiểm. 3-0 cho các cầu thủ Nagoya Grampus. Đó là hat-trick của Yamasaki. Mọi thứ gần như đã vỡ vụn đối với Ratchaburi. Lần này là một bàn thắng khá dễ dàng dành cho Yamasaki khi trước đó Maeda đã đối mặt với Atakun. Đẩy ra và mọi thứ là quá dễ dàng với Yamasaki để anh có thể có được cú hat-trick của mình ở trong trận đấu này. Năm 2021, bóng đá Việt Nam làm nên lịch sử khi chúng ta sẽ góp mặt ở vòng loại thứ 3 World Cup 2022. Hành trình khẳng định sẽ được tiếp tục khi các câu lạc bộ của Việt Nam bước vào sân chơi châu lục. Viettel FC cùng AFC Champions League, Hà Nội FC, Sài Gòn FC với AFC Cup đồng hành cùng các câu lạc bộ Việt Nam trên đấu trường châu lục từ 26 tháng 6 năm 2021 trực tiếp trọn vẹn trên truyền hình FPT và VTC3. Trải nghiệm thế giới thể thao sống động trên truyền hình FPT và ứng dụng Foxy.